Có nhiều người trong các chương trình đào tạo của mình, có nhiều người chọn đúng. Mình hỏi, bạn lên 60 tuổi bạn chọn đúng mà bạn vẫn nghe gì sao ạ? Em có suy nghĩ, chắc là em phải suy nghĩ lại. 60 tuổi thì nghĩ lại gì nữa? Ok của ai? Vâng, bạn đúng, bạn cứ đúng. Không ai nói bạn sai. Điều bạn đúng giúp cho bạn giàu, điều bạn hay cùng vượt qua. Nhưng rất tiếc rằng, rất nhiều người cho mình đúng, nhưng bạn đúng, cứ nghèo. Điều đó, chúng ta hãy thử lại. Có nhiều người cứ suốt ngày cho mình giỏi. Ok, không ai nói bạn không giỏi hết. Nhiều người cứ cho mình rằng, mình có bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ, ok, bạn rất tốt. Nhưng bạn đồng chí này. Những người cứ nói rằng, tôi có nhiều kinh nghiệm, ok, không ai, 60 tuổi rồi mà. Cái gì nhiều lắm mà, những bạn đồng chí không? Ok, nếu bạn đang có tất cả, bạn đang có tất cả những cái đó, mà bạn vẫn chưa đâu. Điều một bí mật, tùy, có thể, bạn nói khó, không biết. Bạn giỏi, bạn hãy biến cái giỏi bạn thân. Thành tiền. Bạn có nhiều bằng cấp, hãy biến bằng cấp bạn thân. Thành tiền. Bạn có nhiều kinh nghiệm, hãy biến cái kinh nghiệm của mình. Thành tiền. Còn bạn đang có tất cả, mà bạn vẫn không có đi. Bạn à, bạn hãy suy nghĩ lại. Bạn hãy suy nghĩ lại. Ok rồi. Tại sao chúng ta phải cạo dầu? Tại sao chúng ta phải dầu? Các bạn à, các bạn muốn mình chia sẻ vì sao mình cũng động à? Đúng rồi. Các bạn muốn mình cũng là. Đúng rồi. Các bạn ơi, tại sao mình có cảm bạn chia sẻ đi em ơi? Vâng, các bạn rất nhiều. Các bạn rất nhiều. Mình giàu. Bởi vì không một lý do nào em sinh ra trên cả đời. Tôi không có tiền để không đáp ứng được những nhu cầu của con. Đi làm cả một ngày về, muốn đánh bài, không có tiền để mua một cái xe đạp. Đi làm cả một ngày về, thỉnh thoảng mua mong muốn du lịch cũng không có đủ tiền để du lịch. Vậy, nếu các bạn không có những khoản tiền để các bạn đáp ứng những nhu cầu cá nhân của mình, thì các bạn có phát triển được cái năng lực và tiềm năng con người mà đúng không? Đúng. Tôi là giàu để cho cuộc sống với nhân dân tốt hơn. Tôi là giàu không phải để tôi thể hiện. Không phải để tôi thể hiện rồi. Người khác nói tôi. Tôi giàu tôi không ăn. Tôi làm giàu để chính cuộc sống với nhân dân tôi. Tốt hơn. Và trong thời gian rất ngắn, tôi sẽ không chia sẻ được nhiều. Tuy nhiên các bạn muốn tìm hiểu hơn, các bạn vào website Nguyễn. Và các bạn lên Google các bạn search Nguyễn. Đấy. Rồi. Ok không ạ? Cách đây hơn một tháng mình có viết một bài tham gia giáo dục mà nói không làm giàu là có lỗi. Tại sao tôi sao vậy? Tại vì cuộc sống bạn đã sống ra, bạn sống ra đây, bạn không có tiền để phục vụ cho cá nhân của bạn tốt hơn, bạn có lỗi mà. Lỗi à? Có lỗi rất nhiều, có lỗi rất nhiều. Vâng, mà tôi làm giàu để tôi làm gì à? Các bạn có bố mẹ mà, các bạn có người thân của mình mà, những người đó mới đang cần mình mà. Rất cần. Họ cần chúng ta mỗi ngày. Các bạn không có tiền làm sao để cần giúp những người thân của mình tốt hơn được. Tôi làm giàu không phải để tôi có thể. Tôi làm giàu để gia đình tôi được. Đúng không? Và ngoài xã hội có nhiều người cần mình giúp ạ. Cần. Cần không phải? Cần. Cần. Vâng. Và mình hiểu các bạn. Trong thâm tâm mỗi người đều mong muốn mình thành công, đều mong muốn mình giàu. Mình rất hiểu. Như mình cũng vậy, trước đây cũng vậy. Mình luôn mong muốn mình thành công, mình luôn mong muốn mình giàu. Nhưng như thế nào à? Cái tôi